Chào tất cả các bạn, trong video chia sẻ về kỹ năng sử dụng Premiere Pro CC hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái trường hợp mà khi các bạn thêm các hiệu ứng, thêm các transition, thêm các preset hay là các bạn thêm các media title vào trong cái đoạn video của mình để chỉnh sửa đấy thì các bạn thấy rằng khi các bạn preview trước các bạn thấy rằng nó bị giật, bị hay bị treo và nó chậm khung hình và các bạn không thể theo dõi được để các bạn xem hiệu ứng nó có đẹp hay không đấy. Thì đấy là do cái thiết bị của các bạn nó không được quá mạnh đấy nó không đủ đáp ứng được cái độ nặng độ mượt của cái đoạn transition này hiệu ứng ấy và nó sẽ làm cho cái hiệu ứng của mình nó không được chuyển động mượt đấy thì các bạn nếu mà máy các bạn có hình nó cao thì các bạn sẽ không phải lo vấn đề đấy nhưng nếu mỗi kiểu bạn có hình nó không được tốt lắm đấy thì khi các bạn đưa vào các bạn sẽ thấy rằng ở trên cái chẳng hạn như cái đoạn video này mình đưa vào mình sẽ thấy có một cái thanh đồ đỏ này Đấy là nó kiểu là mình chưa chưa render nó trước đấy thì nó sẽ chạy đôi khi nếu máy yếu nó sẽ bị giật các bạn nhé ví dụ mình thêm một cái hiệu ứng nữa đi mình thêm một cái transition này vào mình thả vào đoạn video này chẳng hạn đấy các bạn thấy rằng cái đoạn video mình sẽ có một đoạn đỏ thế này thì để khắc phục cái đoạn đỏ này thế nào thì các bạn sẽ nhấn enter để cho nó render trước bạn nhé nếu nó render cái đoạn đấy đi thì sau đấy các bạn review nó sẽ mượt nhé thì cách render thì các bạn cứ nhấn phím enter ở trên cái bàn phím của mình nhé các bạn chọn vào cái đoạn đấy bạn nhấn enter hoặc các bạn sẽ vào cho mình cái mục Sequence này các bạn sẽ click vào cái mục là render effect into out này các bạn nhá thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tự động động nó render này thì ở đây nó sẽ báo cho các bạn này nó sẽ đang rendering hai một trong hai cái preview của các bạn này thì cái việc nó rendering này nó nhanh hay nó chậm thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đoạn video của các bạn nhé nghĩa là độ nặng hay là độ dài của cái đoạn mà các bạn áp dụng cái hiệu ứng đấy nhá thì tại sao các bạn render vì các bạn render như thế này thì nó sẽ khắc phục được cái lỗi là quá trình các bạn preview để bạn xem trước cái hiệu ứng của mình này. thì các bạn sẽ thấy được rằng hiệu ứng của mình nó mượt hay không. Ok khi các bạn render xong bạn thấy rằng cái đoạn của mình đây nó sẽ chuyển sang màu xanh này, có nghĩa là bạn sẽ play bạn sẽ thấy nó mượt ngay này. Đấy, preview mình nó rất mượt bạn thấy chưa? Khi mình thêm hiệu ứng này bạn thấy là Đấy nó chuyển này. Nó khá là mượt đây. Thì cái hiệu ứng này khi các bạn mà không render thì máy của bạn cấu hình nó không được cao này, không đáp ứng được những cái hiệu ứng đấy thì nó sẽ bị uh, treo hoặc nó bị um, chậm cái khung hình này thì lúc đấy nó sẽ không được uh, mượt cho các bạn nhé và các bạn sẽ xem mà thấy khó chịu bạn nghĩ rằng cái thiết bị của mình nó bị sao hay, hay là nó thiếu cái gì thực ra đấy là do nó cái effect đấy hoặc cái ứng đấy nó quá nặng bạn nhá thì cách thứ hai để khắc phục thì các bạn có thể vào trong cái phần ở trong cái bảng của mình là bảng là việc này các bạn thấy giảm xuống này từ 1 phần tư đến 1 phần tám đến một phần mười này nhưng mà cái này thì nó cũng sử dụng tốt bạn nên kết hợp với giữa cả cái này nhé bạn giảm xuống tạo khoảng phần một tư thôi nhưng cái này nó có một điểm yếu là khi các bạn giảm xuống quá nhiều thì cái video của mình nó sẽ bị mờ thì lúc đấy các bạn sẽ không quan sát được các chi tiết một cách kỹ lưỡng đấy thì vì vậy thì các bạn nên cứ nên render nó trước nhá ví dụ như bạn áp dụng một effect nào ví dụ khi bạn áp dụng một cái effect nào vào các bạn thấy rằng cái thành của mình này nó có màu có màu đỏ này à, hay là một cái transition hay là một tất cả một cái ứng gì đấy thì các bạn nên render nó trước nhé để các bạn có thể quan sát được hoặc là bạn có thể xem nó cái ứng của mình nó mượt mà và các bạn làm việc về để bạn có thể xử lý được những cái lỗi hay là cái ứng đây nó có hợp với cái video của mình không để các bạn có thể áp dụng vào cho cái video của mình nó đẹp thì trong video này mình chia sẻ với bạn một kỹ năng nó cũng khá là đơn giản mà nhiều bạn đã biết rồi thế này thôi nếu bạn nào chỉ biết thì bạn có thể xem để có thể áp dụng cho cái công việc của mình nó được uh, tốt và nó được uh, um, hiệu quả hơn rồi các bạn nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại phần bình luận mình sẽ giải đáp cũng như khắc phục để cái video mình nó tốt hơn uh, cảm ơn tất cả các bạn